Lễ cúng thất đầu tiên cho ca nương Tú Thanh được thực hiện ở nơi đặc biệt, bố mẹ luôn theo dõi cầu nguyện. Hôm nay, ngày 7 tháng 7, trong một tuần kể từ khi xảy ra vụ tai nạn khiến ca nương trẻ tuổi Đặng Tú Thanh qua đời, trong nỗi bàng hoàng thương xót, trên trang cá nhân, mẹ của ca nương này chia sẻ thông tin về buổi lễ cúng thất đầu tiên và cầu siêu cho con gái được thực hiện ở một nơi đặc biệt. Theo đó, buổi lễ diễn ra tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, nơi ca nương Tú Thanh thường đến sinh hoạt và dâng lời ca tiếng hát của mình. Gia đình của Tú Thanh vào hôm trước cũng đã lên đây để bàn bạc với các sư thầy về việc làm lễ cầu siêu trong vòng 49 ngày và các tuần tiết khác. Đặc biệt, theo chia sẻ từ sư thầy Giác Hiệu Thích, khu vực trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, từ ngày xây dựng ngôi đường mới, chưa làm lễ cầu siêu cho bất cứ ai và Tú Thanh là người đầu tiên. Đây được xem là một niềm hoan hỷ, tự hào với một Phật tử nhí ngoan hiền, giỏi giang và hết lòng bộ đạo. Con hãy nương vào thần lực của Tam Bảo mà an nhiên tự tại nơi miền cực lạc con nhé. Đặc biệt với ngày hôm con ra đi thì có những điềm lành của đất trời mà rất là nhiều người không thể lý giải được. Áng mây lành tỏa mát dẫn lối con đi, mọi người đều cất cao tiếng niệm danh hiệu Đức Phật, mắt ngấn lệ vẫy tay chào con, sư thầy Giác Hiệu Thích bày tỏ. Bố mẹ của Tú Thanh cũng luôn theo dõi cô con gái xinh xắn nhưng đoản mệnh của mình dù trong phút cuối cùng không thể về kịp. Kể từ ngày Tú Thanh rời đi, mẹ của ca nương thường xuyên bày tỏ niềm thương nhớ đến con gái. Những bài đăng trên trang cá nhân của người mẹ khiến ai nấy không khỏi xót xa. Được biết bố mẹ của Tú Thanh đi làm ăn xa ở nước ngoài, khi hay tin con gái gặp nạn để không thể về kịp để tiễn đưa vì một số lý do bất khả kháng, họ rất sốc và đau đớn. Người thân và gia đình tại Việt Nam lo liệu chu toàn cho tang lễ của ca nương xấu số vào ngày 2 tháng 7 vừa qua.